Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tea Time. Mình là Tí đây. Chuyện á là hôm Noel vừa rồi, Tí được một người bạn cực kỳ thân ở Việt Nam tặng một món quà. Lẽ ra thì tận ngày 10 tháng 1 món quà đó mới giao đến bên Tí, nhưng mà không ngờ là nó lại được giao sớm. Đã thế còn đúng ngày đầu năm 2023 luôn. Chưa gì hết trơn á, đã thấy năm nay thuận lợi và may mắn rồi. Thấy Tí hào hứng như vậy là mọi người cũng biết món quà đó là gì rồi đúng không? Chính xác, đó là một em Arc Toy, nhưng đặc biệt hơn lại còn là em Demo siêu đáng yêu của chúng ta nữa. Về bao bì thì em nó sẽ được đựng trong một cái bọc nhựa khá là dày và chắc chắn. Khi mà mở ra thì em nó còn được đựng trong một cái túi vải nhung màu hồng rất là cưng, sờ rất là đã luôn mọi người. Và trên đó còn có chữ Demo World nữa nè. Em nhân vật chính của chúng ta đây rồi mọi người ơi, phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Em này thì cũng đi kèm với một cái thẻ tên luôn, nhưng mà ở trên đây lại không có tên của em đó mọi người ơi. Thì theo thông tin ở trên mạng á, em nó có tên là Cherry Blossom, có nghĩa là hoa anh đào. Còn mặt sau của thẻ sẽ có thông tin của nhà sản xuất. Thì em này không phải là do nhà Bob Mott sản xuất đâu nha mọi người, mà là do Yan Studio, là một công ty của nghệ sĩ Ayan Dan, cũng chính là mẹ đẻ của em Demo. Màu sắc chủ đạo của em Demo lần này là sự hòa hợp của hai màu hồng và xanh. Tóc và quần của em nó được làm từ chất liệu nhựa có độ trong suốt, nên là cho ta cảm giác giống như là một miếng thạch rau câu vậy. Và còn có rất là nhiều chi tiết cánh hoa đào nữa. Ngoài ra thì phần mắt của em nó cũng rất là đẹp khi mà được phun màu khá là chỉnh chu, và trên đó cũng có một cánh hoa đào luôn. Trong các video review đồ chơi của Tí á, đều sẽ có cảnh quay 360 độ của các em Arc Toy chi tiết giống như thế này. Thường á thì Tí sẽ để ở cuối video, cho nên nếu mà trong lúc review mà còn có chi tiết nào các bạn chưa xem kỹ thì có thể kéo xuống cuối video xem lại, hoặc có thể để lại bình luận thì Tí sẽ trả lời chi tiết nhất có thể nha. Em này á thì có hai phiên bản, một là nhắm mắt, hai là mở mắt giống như em này. Nhưng mà giá của kem nhắm mắt á đã gấp đôi em này luôn mọi người ơi. Tí cũng không có hiểu tại sao nữa, chắc có lẽ là số lượng ít hơn chăng. Đây cũng là lần đầu tiên Tí giới thiệu phiên bản đặc biệt này của em Demo. Thì á, đây là phiên bản được bán giới hạn về cả số lượng và cả quốc gia luôn. Nó chính xác hơn là chỉ bán ở Trung Quốc thôi nha mọi người. Cho nên là những người sưu tập Arc Toy mà không có sống ở Trung Quốc giống như Tí á, thì nếu mà muốn sở hữu em nó thì phải mua lại của người khác với giá rất là cao luôn. Nhiều em á nha, có giá cao một cách vô lý mà Tí không có hiểu luôn á. Nên là mặc dù Tí rất là thích các phiên bản như này của em Demo, nhưng mà do kinh tế không có cho phép nên là Tí không có đu được mọi người ơi. Nhưng mà may mắn á là bạn thân của Tí biết Tí thích mê mệt em này luôn, nên là đã tặng cho Tí. Vậy nên bây giờ chúng ta mới có em nó ở đây để mà review. Thì một lần nữa xin cảm ơn bạn yêu rất là nhiều nha. Ban đầu á thì Tí tính quay video này ở dạng clip ngắn 1 phút thôi, tại vì các clip ngắn như này á đang rất là phổ biến và dễ tiếp cận. Nhưng mà Tí thấy á mấy cái clip như này Tí không có thể nào mà review cho các bạn chi tiết được hết trơn á, cho nên là thôi, quan trọng nhất á vẫn là truyền đạt đầy đủ thông tin cho mọi người. Quay lại với em Demo thì ở phiên bản này em nó sẽ có chiều cao khoảng 13 cm, so với phiên bản Lightbox bình thường chỉ cao khoảng 7 cm thôi. Cho nên á là chúng ta có thể hiểu ngầm đây là phiên bản 200% của em Demo nha. Lúc mà mới chơi Arc Toy á thì Tí thấy mẹ 100% này nè có kích thước rất là vừa vặn và dễ thương. Nhưng mà không hiểu sao á, sau một thời gian khi mà mua thử các phiên bản lớn hơn á, thì bây giờ Tí thấy mấy em bé này á nhìn bé xíu à, nhìn không có đã gì hết trơn á. Mấy cái em bự bự như này á nhìn vừa đã mà cầm á cũng sướng tay hơn nữa, đúng là tiền nào của đấy mọi người ơi. Tí mới phát hiện ra là cái đầu của em này cũng có thể xoay được luôn nha mọi người. Ôi ghê quá mọi người, quay lại đi. Ok, đánh giá chung của Tí á là em này đẹp tuyệt vời luôn. Nếu mà là thang điểm từ 1 tới 10 á thì Tí sẽ chấm cho em nó 10 đẹp, 10 đẹp. Khoan đã, nhưng mà Tí xin trừ 1 điểm nha. Tại vì á do mua lại từ bên trung gian nên giá rất là mắc. Nên nếu mà cực kỳ thích á thì mọi người hãy mua. Còn không á thì còn rất là nhiều sự lựa chọn khác. Ví dụ như là các bộ Lightbox của em Demo, bao gồm đến tận 12 em, tha hồ mà ngắm, mà giá cả cũng hợp lý hơn nữa. Còn mọi người nghĩ sao về em này, hãy để lại bình luận phía dưới nói cho Tí biết nha. Vậy là chúng ta đã chính thức bước sang năm 2023 rồi, và còn khoảng 3 tuần nữa, chúng ta cũng sẽ mừng Tết ta luôn. Vậy nên là các video của Tí từ nay đến đó đều sẽ là các món đồ chơi nghệ thuật liên quan đến lễ Tết. Nên là bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ nhanh tay nhấn nút đăng ký, cũng như là bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới nha. Bật mí á là video cuối tuần này sẽ là bộ đồ chơi đến từ một thương hiệu hoàn toàn mới mà từ trước đến giờ Tí chưa bao giờ review luôn. Cho nên á là nhớ đón xem đó. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở video cuối tuần này nha. Bye bye.